Liên kết du lịch đang mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch ở Nghệ An, bởi liên kết du lịch cho phép khai thác những lợi thế về tài nguyên, về hạ tầng kỹ thuật và các nguồn lực khác để phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao hơn đối với các bên liên quan. Từ đó có thể thu hút được các nhà đầu tư, thu hút khách du lịch đến với mỗi địa phương. Huyện Nam Đàn, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò là ba địa phương trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng môi trường văn hóa du lịch, nhưng thời gian qua, các địa phương này vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng du lịch và lợi thế cạnh tranh. Với mục đích tăng cường sự phối hợp để cùng nhau phát triển và xây dựng thương hiệu điểm đến bền vững, mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng điểm đến và xây dựng môi trường văn hóa du lịch giai đoạn từ 2013 đến 2015. Du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp, nó gắn với cái quá trình liên kết giữa các vùng, các miền. Bởi vậy cho nên cái quá trình phát triển của du lịch Nghệ An cũng không nằm ngoài cái vòng quay đó. Trong những năm gần đây thì Nghệ An tập trung khai thác cho các cái sản phẩm liên kết là chính. Cái bước đầu thì chúng tôi liên kết với các tỉnh để khai thác cái kinh đô Việt cổ. Chúng ta cũng phải tính đến một cái bài toán để phát triển du lịch nội địa của ta, thì ta là phải tính đến cái liên kết của các vùng ngay trong tỉnh Nghệ An. Nhận thấy tầm quan trọng của việc liên kết, thời gian qua các doanh nghiệp, công ty lữ hành, khách sạn, các địa phương trong tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ cũng đang xúc tiến triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Với lợi thế du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, du lịch văn hóa tâm linh, thị xã Cửa Lò đã liên kết với các địa phương khác trong tỉnh và trong khu vực xây dựng được 14 tour tuyến phục vụ du khách. Để mà nâng được cái thời gian du lịch, mà như ta nói là ở 4 mùa thì phải tính toán để có cái thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn hơn mà hiện nay thì Cửa Lò đang làm. Tức là ở đây thì còn có một cái doanh nghiệp mà tập đoàn Mường Thanh đang đầu tư một cái khách sạn 27 tầng và đã đồng thổ triển khai. Thứ hai nữa là có một cái doanh nghiệp Việt kiều ở nước ngoài về khảo sát để đầu tư đảo ngư. Bên cạnh đó, để khai thác tiềm năng đa dạng phong phú cả biển và rừng, đưa đến cho du khách những sản phẩm du lịch độc đáo, các công ty lữ hành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã liên kết với các doanh nghiệp như vận tải, các khách sạn, nhà nghỉ và các điểm đến như khu di tích Kim Liên, biển Cửa Lò, bãi Lữ, quảng trường Hồ Chí Minh, vườn quốc gia Pù Mát, đem đến cho du khách những tour du lịch hấp dẫn trong tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị lữ hành còn liên kết để xây dựng các tuyến du lịch vùng Bắc Trung Bộ và quốc tế như hành trình kinh đô Việt cổ, con đường di sản miền Trung hay một ngày ăn cơm ba nước, ba quốc gia một điểm đến, nhằm gắn kết những điểm du lịch, những di sản thiên nhiên văn hóa của giải đất miền Trung với các điểm du lịch khác trong cả nước và với các cố đô của Lào, Thái Lan. Chúng tôi kết hợp cùng với cái hệ thống đối tác, hệ thống liên kết, các điểm đến, các cái khu du lịch, các điểm tham quan để chúng tôi sắp xếp một cách chu đáo nhất đón các đoàn khách của Thái Sơn theo kế hoạch đã định trước và liên kết cùng với các đối tác để chúng tôi xử lý tất cả các tình huống phát sinh ra với khách, làm sao cho khách sau mỗi chuyến đi du lịch thì đấy là một kỷ niệm thật là đáng nhớ, thật là vui vẻ. Chính nhờ có sự liên kết mà lượng khách du lịch đến Nghệ An nói riêng, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ nói chung ngày càng tăng. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng du lịch sẵn có, ngoài phát huy nội lực, vấn đề liên kết vùng, miền, khu vực đang được triển khai bài bản chặt chẽ hơn từ chính các đơn vị doanh nghiệp làm du lịch. Với hy vọng, các sản phẩm du lịch xứ Nghệ nói riêng của các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung sẽ đến được với du khách rộng rãi hơn và phong phú hơn.